Tôi cảnh báo trước rồi, tôi có một ông bạn nhiều năm trước đi du lịch chung với tôi được, lái xe chung 6-7 tiếng được, mà bây giờ là mới xây nhà xong, bây giờ không đủ sức để lên lầu của cái nhà để tận hưởng cái giường trên nhà, mà giờ phải ngồi một cái phải ngồi luôn ở dưới tầng trệt, không đủ sức để leo cầu thang. Mới hôm qua đang ngồi ăn cơm bị té ngửa ra. Cái này ta nói đôi khi là bụt nhà nói không không thiên, nhiều năm trước đã cảnh báo kêu đi tập thể dục đi, bị thiếu máu não đó, đã mổ van tim, đã nẹp ống steel rồi, các bạn biết cái đó không? Nghĩa là cái này là quả tim của bạn, cái mỡ máu gì nè, mà mỡ nó nhiều trong cái ống mạch máu nó không đủ. Thấy mấy cái cục đỏ đỏ này không, mấy cái máu nè, nó cần máu để nó bơm lên não, não nó có chức năng nó điều khiển. Tôi ngồi tôi nói chuyện với bạn, não nó cần khỏe mạnh. Tôi ngồi tôi truyền đạt kiến thức cho bạn, não nó cần khả năng ghi nhớ và sức khỏe của bộ não tốt. Bạn ngồi bạn nghe bạn coi video clip của Rai Long Fitness, bạn tập thể dục theo Rai Long Fitness, não của bạn luôn cần một cái lượng máu nhiều và khỏe mạnh. Nhưng bây giờ bạn cứ nghĩ nè, giờ bia rượu rất nhiều rồi, cái này tôi đã cảnh báo trước nhiều năm rồi, không vừa tập thể dục thể thao, ăn nhiều, ăn rất nhiều, đi ăn chung với tôi, ăn rất nhiều đồ ăn béo, ăn rất nhiều đồ ăn ngọt, nói hoài nói không nghe, nói bực mình lắm luôn. Rồi cái rốt cuộc sao? Đầu tiên á là một năm trước phải mổ tim để nẹp cái ống steel, biết cái ống steel không? Cái ống steel để làm cái gì? Để nó có một cái ống ở đây để nó giữ nguyên cái thể tích này, để lượng máu nó vận chuyển lên ở não. Rồi cái chi phí hết cỡ gần 150 đến 200 triệu, nó rất là mắc tiền để nẹp cái ống đó. Tại vì á, các bác sĩ không thể nào á, các bạn hiểu một điều nè, ví dụ như các bạn muốn giảm cân, các bạn tập thể dục, hay các bạn nhiều người, nhiều chị em phụ nữ hay nhiều anh á, mà đi hút mỡ bụng á, là các bạn chỉ hút được một cái lớp mỡ nó nằm ở phần ngoài thôi, chứ còn mà nếu mà cái mỡ nội tạng của bạn á mà nó nằm trong cái ống mạch máu á, đặc biệt ví dụ như cái ống chỗ này nè, thấy cái ống chỗ này không, đó là đại diện cái ống này nè, cái ống mà nó nằm ở chỗ ngay cái cần cổ này nè, để nó dẫn máu từ tim lên não, cái ống này đâu có cắt ra để mà hút được cái lớp mỡ chỗ này được. Cái lượng mỡ này nó chỉ có thể thay đổi từ được việc á là bạn tập thể dục thể thao thường xuyên, bạn ăn uống nhiều rau xanh trái cây, bạn ăn ít đi ít lại rất nhiều những cái món chiên xào nhiều dầu mỡ, ví dụ bạn ăn nhiều cá hơn, mà thay vì cái thói quen bạn ăn thịt heo hay ăn thịt xông khói đúng không, thì lâu dần một cái thời gian xây dựng những cái thói quen tốt đó thì cái lượng mỡ chỗ này nè nó mới giảm đi, chỗ ngay cái cần cổ của các bạn nè nó mới giảm đi. Nó quan trọng lắm. Tại vì sao? Tại vì khi cái lớp mỡ này nó nhiều á, các bạn thấy không, những cái tế bào máu này á nó bị nghẽn, nó tạo thành cái cục máu xấu màu tím tím này nè, nó tạo thành cục máu đông. Cái cục máu đông này á, nó làm ngăn cái khả năng truyền máu lên não. Ủa, não nó không có năng lượng sao nó sống sao các bạn? Rồi các bạn dễ dàng các bạn bị thiếu máu não, tự dưng đang ngồi làm việc té cái đùi ra rồi đột quỵ, tiền đột quỵ phải chở đi cấp cứu trong vòng 1 tiếng 2 tiếng. Như vậy lúc đó các bạn là mệt mỏi lắm rồi, lúc đó là nó gây cho cơ thể nó rất là tệ. Tôi nói rồi, tin tôi đi, hãy cố gắng tập thể dục thể thao thường xuyên, tránh cái tình trạng mà mỡ nhiều, mà những cái thói quen xấu nó gây ra cái tình trạng mà mỡ, đặc biệt mỡ ở bụng nó chưa nguy hiểm nữa nha, mỡ mà nó nghẽn trong cái đường truyền dẫn máu mà từ tim lên não, nó nghẽn ngay cái cần cổ của các bạn nè đó, cái lớp vàng vàng nè nó nghẽn cái này nè, nó nguy hiểm cực kỳ, nó dễ dẫn đến thiếu máu não, dễ dẫn đến bạn đột quỵ, thế là bạn xong rồi đó. Nhớ nha, luôn luôn tập thể dục, ăn uống nhiều rau xanh trái cây, hạn chế thịt mỡ, hạn chế những đồ chiên xào, hạn chế đồ ngọt, hạn chế bia rượu, hạn chế hút thuốc lá, tập theo Rai Long Fitness mỗi ngày, có tập thể dục còn tốt hơn tập thể dục. Đừng để đến lúc mà bạn bước lên cầu thang từ tầng trệt lên lầu 1 bạn bước không nổi nha. Rồi tập thể dục đi, ok.